Chả anh em ha, nay thì em trả ba cái máy kích cá mini cho ba anh em khách hàng ha. Thì máy đầu tiên là của anh Ngư ở Gia Lai ha, máy thứ hai là của anh Tinh ở Đồng Tháp, còn máy thứ ba là của anh Khánh ở Long An ha. Đây, nay em trả ba máy cho ba anh ha. Thì ba anh có xem được video thì nhận hàng giùm em ha. Đây, máy mini nè, thì nó cái chiều ngang nó bằng cái bình xe mình luôn ha. Đây, bình xe máy 5 ampere đây nè. Nè, bằng cái bình luôn ha. Đó, nên em thiết kế cái hộp sao mà cái đồ vải á thì bỏ cái máy vô là vừa luôn. Thì đầu tiên để em test máy đầu tiên cho ha. Thì ba máy này thì ba nguồn nước giống nhau thì máy chạy cũng y chang nhau. Thì máy kẹp ngược luôn ha. À, trừ trừ là dây vàng ha, nè qua cộng nè, còn đỏ là cộng qua trừ nè, quạt không chạy ha, bất cờ không kêu đảo lại, đó, quạt chạy ha, nè để em test bóng đèn cho anh xem, đó. Đó. Máy hoạt động ha, rồi. Để em test cái thứ hai ha. Đây, thì máy này cũng vậy luôn. Nè, kẹp ngược nè. Đó. Đó, quạt không chạy ha. Bấm cò nè. Đó. Đảo lại. Đó. Máy chạy này ha. Tiếp theo luôn cái thứ ba thì máy bên em, anh em yên tâm nha, em chống giật cò bóp hết nè, anh em mà đánh mà lỡ giật cò bóp thì em cho không cái máy luôn nè, đỏ trừ vàng qua cộng nè, có cò đảo lại. Đó, hoặc chạy nè ha. Đây. Đó, nè thấy không? Đèn sáng trắng ha. Máy ba máy là chiên lóc chơi lương thôi ha. Không có bắt rô phi được đâu ha. Này là anh em nào mà muốn bắt rô phi thì phải dùng máy lớn hơn ha. Máy là 16 con. Còn mini này thì chỉ đánh lóc chơi lương thôi anh em, không bắt được cơ phi đâu. Đây, máy nè, bỏ lên cái hộp là đi ha. Đó, vừa cái bình nó quay luôn. Đây, bình xe nè 12V 5A nè ha. Đó, rồi chờ anh em ha, thì anh em nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ em ha. Nè, bằng cái bóng đèn nhỏ hơn, bóng đèn ngắn hơn luôn ha. Đây, bóng đèn xe đốt nè, đèn điện quang nè ha. Rồi.